Nốt ruồi ở ngón chân mang ý nghĩa gì? Nốt ruồi ở ngón chân là đặc điểm tướng số dễ thấy ở nhiều người, đặc biệt là những người thường xuyên gặp nhiều may mắn, cuộc sống đại phú đại quý. Những người có nốt ruồi ở ngón chân thường rất thông minh, nhanh nhạy, đa năng và có năng lực lãnh đạo nổi bật. Vì thế, sự nghiệp của họ rất thăng hoa, cả vị trí lẫn tài lộc họ kiếm được đều khiến người khác ngưỡng mộ. Người có nốt ruồi ở ngón chân cũng thường rất có duyên trong mắt người khác giới, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp để tiến đến hôn nhân. Cuộc sống sau khi kết hôn rất suôn sẻ và hòa hợp, có được cuộc sống viên mãn tràn đầy. Con cái khỏe mạnh, khôn ngoan, thành đạt và vô cùng hiếu thảo.